Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong cái phần chia sẻ hướng dẫn cái sử dụng phần mềm Corel. Có thể nói phần mềm Corel là một cái phần mềm khá là như vậy là mạnh để xử lý những cái hình ảnh đơn giản và làm thiết kế những cái mà quảng cáo. Ví dụ như là những cái hộp đèn hay là những cái bảng hiệu thì là làm như vậy Corel khá là mạnh. Ngoài ra Corel cũng có thể làm thiết kế logo, brochure hoặc là làm mấy cái mà bìa sách hay là lịch, Corel có thể làm hết, thậm chí có thể làm những cái mà thiết kế những cái hình nghệ thuật hoặc thậm chí là làm vẽ những cái mà nhà hay là những cái mà giả 3D đó, Corel đều có thể làm được hết. Ví dụ đây tôi cho các bạn xem ở đây, đây là những cái hình ảnh mà thực sự ra là những cái mà trước đây, hình ảnh này là những cái hình ảnh mà bản thân tôi làm trước đây khi mà tôi học Corel. Đấy, học Corel bản thân tôi về tôi mày mò tôi tự làm đó. Ví dụ ha, ví dụ như đây là cái bảng, đây là cái bảng hiệu quảng cáo đó, bảng hiệu quảng cáo đó. À, đây là cái hộp đèn đó, đây là cái hộp đèn mà cái hồi xưa mà tôi mới học xong cái là tôi tự như vậy ở nhà tôi làm đó. Cái thứ hai đây, đây là cái này là cái mà tôi vẽ đó, cái này là vẽ chơi thôi, đây là một cái hình nghệ thuật đó, đây là hình con rồng ha, mình rút ra này đây đó. Đây là những cái hiệu ứng mà mình sử dụng Corel đó. Đây còn cái công trình tiếp theo nữa chị có thể xem, hoặc là có thể đây cái hình nghệ thuật tiếp theo đây, tôi cho chị xem. Đây là cái đôi dép đó, đôi dép này là tôi cũng sử dụng bằng cái phần mềm Corel đó. Lúc này là nói chung là cái này là sẽ tùy thuộc vào cái con mắt thẩm mỹ của mỗi người đó. Cái này là cái mà lúc mà tôi mới như vậy học xong đó, học xong thì bắt đầu tôi ngồi tôi vẽ đó. Các anh chị thấy đây là toàn là sử dụng là bằng Corel ha, mình nhìn các anh chị nhìn đây là nó là giống như là 3D nhưng mà thực sự ra là nó không phải đó. Tất cả mình có như vậy là từ cái hình ảnh bông hoa đó, hình ảnh bông hoa đó, mọi thứ mình làm đây đó, mình đều có như vậy là sử dụng vẽ hết ha. Đây hoặc cái tiếp theo nữa đây, thậm chí là thiết kế đây là cái túi đúng không, đây là cái túi đó, cái túi sách, túi giấy đó. Mình cũng có thể sử dụng là Corel đây anh chị thấy đó, tất cả đây là mình có như vậy là sử dụng như vậy là Corel ha. Corel mình có như vậy là ép vào mình làm giống như là có như vậy là 3D, thậm chí ngay như cả cái quy ở đây đó, cái quy đây mình cũng làm như vậy, nhìn thấy không, là giống như là 3D nhưng mà mình làm như vậy Corel thôi. Đây hoặc là mấy cái logo bên dưới đây đó, cái logo bên dưới đây, cái này là đúng đó, mình làm giả 3D đó, giống như kiểu là mình in ấn ở đây ha. Hoặc là cũng có thể đây là cái công trình, ví dụ như nhà ở đó, nhà ở đây là một cái nhà thì thực sự ra thì nếu như mà làm vẽ nhà đó, nhà thì cứ như vậy mình thường sử dụng là công cụ 2D 3D, tuy nhiên đây là mình cũng có thể sử dụng Corel thì nó không phải là một công cụ chuyên về bên chỗ xây dựng đó, nhưng mà Corel mình cũng có thể vẽ ha anh chị theo nhìn đây là nhìn nó giống như là anh chị nhìn cảm tưởng giống như là 3D nhưng mà thực sự ra là không phải, tất cả mình đều có thể sử dụng vẽ bằng Corel hết, từ cái nhà không? Nhà nó đều có cái nét độ bóng ha, đều có ánh sáng rồi độ bóng đây, thậm chí anh chị theo đây nó đều có như vậy, nhìn cảm tưởng ví dụ như cái bức tường này đây đó, bức tường này đây là cái này là gạch ốp lên đó, nó lồi ra, hay là cái chỗ cái ban công đây nó lồi ra và nó có đều có như vậy độ bóng, cảm nhìn cảm tưởng giống như kiểu là nó lồi ra đó. Mình tất cả mình đều sử dụng Corel đây đó, mình chỉ có là tất cả là dựa trên phối màu thôi đó, đến cái cửa ha, tất cả những cái chi tiết ha, tất cả những cái chi tiết mình đều có như vậy sử dụng bằng như vậy Corel, mình vẽ mình phối màu thôi đó. Hoặc thậm chí đây là cái cột không, cái cột mình cảm tưởng nhìn là giống như là cái hình trục tròn ha, nhưng mà đây là mình cũng chỉ có sử dụng là màu đổ vào thôi
không? Corel mình có thể làm được hết. Đây, hoặc thậm chí mình như vậy, đây là cái ngôi nhà cho anh chị xem đây, đây là một cái biệt thự ha. Một cái biệt thự này thì tôi cũng vẽ bằng cái chương trình Corel. Nhìn anh chị nhìn có thể là không phát hiện ra. Đó, nhìn mình cứ cảm tưởng giống như là sử dụng chương trình chuyên về đồ họa 2D 3D, nhưng mà thực sự ra đây tôi vẽ bằng cái Corel. Đây. Đó. Từ như vậy là ốp gạch, thấy không? Anh chị thấy không? Ốp gạch. Đó, ốp gạch đến như vậy là cột. Đây. Đó. Cột. Đấy, cột tôi đều như vậy, anh chị nhìn thấy không? Nhìn cảm tưởng giống như kiểu là đắp, đây là cái cột như vậy là 3D đúng chưa? Nhưng mà đây là mình đều sử dụng là vẽ bằng Corel hết. Anh chị cứ như vậy là, và các bạn cố gắng chịu khó lắng nghe nha. Hôm nay tôi có đi đào tạo cho bên một cái doanh nghiệp ở trên Củ Chi. Đó thì tôi đào tạo chuyên về digital marketing đó, nhưng mà hôm nay là hứng thú quá về cái chương trình đồ họa, tại vì xuất thân của tôi thì cũng là bên chỗ đồ họa thôi. Đó thì nên là có như vậy là tôi mới làm một cái video hướng dẫn cho các anh chị về cái sử dụng phần mềm Corel. Thì đây là một cái doanh nghiệp thì tôi đi đào tạo thì cũng từ giờ đến cuối tuần đó. Đào tạo mấy ngày thì đào tạo chuyên về digital marketing. Doanh nghiệp này thì nuôi khá là nhiều chó ha. Thì do đó là các anh chị các bạn cố gắng lắng nghe đó. Thì đây tôi đang nói ở đây là cái ngôi nhà, chị thấy không, đây là cái giống như cái tầng hầm này, thấy không, mình đều có xe. Xe thì có như vậy là thực sự ra xe mình cũng có thể vẽ được đó, xe mình cũng có thể vẽ được đấy. Tuy nhiên thì có như vậy là mình ở đây mình có như vậy có thể sử dụng những cái mà hình ảnh bên ngoài đó. Cái xe này nó bị to nhìn thấy không, nó đều có tầng hầm. Từ đây là cái cửa cuốn này, thấy chưa, cửa cuốn này, giờ cột này đó, đây thậm chí là đổ mái ngói này đó. Ở đây mình có thể vào những cái thư viện đấy, vào lấy những cái mái ngói nó có nhiều những hoa văn khác nhau, mình hiệu chỉnh các thông số, hiệu chỉnh các thông số thì nhìn nó sẽ có như vậy giống thật hơn đó. Thậm chí là nhìn thấy cái những cái nét cong của cái ban công đó. Tất cả là mình đều sử dụng bằng Corel mình vẽ hết đó. À, đây là cái phối cảnh, phối cảnh cái biệt thự đấy, biệt thự vẽ bằng Corel, thấy chưa, thấy không, thấy những cái bức tường hay là những cái cột, thấy không, những cái cột như vậy mình đều sử dụng bằng Corel hết, mình tất cả là dựa trên hiệu ứng màu thôi đó. Hoặc ở đây là anh chị thấy đây là cái mô hình resort đấy, mô hình resort đấy, mô hình resort như vậy là mình cũng như vậy là vẽ bằng cái Corel ha. Đây là tôi cũng vẽ bằng Corel hết. Đó. Đây là những cái building ha, tòa nhà. Rồi đây là những cái cây, thậm chí những cái cây đây tôi cũng vẽ bằng Corel hết. Rồi đây là những cái ngôi nhà ha. Đó, những cái ngôi nhà mình đều vẽ bằng Corel. Rồi những cái hiệu ứng hồ nước đây, rồi là cái sân quần vật, rồi đây là những cái nhà liền kề, dãy nhà liền kề cũng vẽ bằng Corel hết. Đây là sân golf. Tôi muốn cho các anh chị và các bạn thấy đây là Corel có thể làm rất là nhiều thứ ngoài những cái mà thiết kế, những cái mà quảng cáo ra, xử lý những cái hình ảnh đơn giản ra. Đó, tại vì cái phần mềm Corel không phải là một cái phần mềm sử dụng là xử lý hình ảnh như là Photoshop đó, hoặc nó cũng không có phải là chuyên về một cái phần mềm nghiêng về in ấn giống như là AI đó. AI thì nó nghiêng, AI là một cái phần mềm có thể nói là tích hợp giữa Corel với lại Photoshop đó. Corel là một cái công, là một cái phần mềm nghiêng về cái sử dụng những cái hình ảnh vector đó, sử dụng đây là một cái phần mềm rất là mạnh ha. Đó, thấy không, mình có thể là sử dụng Corel làm được rất là nhiều thứ, thiết kế logo rồi xua rồi coi như vậy làm những cái phần mềm xin lỗi, vẽ những cái phần vẽ thiết kế những cái bảng hiệu hộp đèn ha. Rồi sau đây tôi sẽ đi vào hướng dẫn sử dụng cái phần mềm Corel ha. Tôi sẽ mở một cái trang web mới. Thì ở đây là tôi hướng dẫn về cái phần mềm Corel 7 ha.
nếu như các anh chị và các bạn mở cái cấu hình máy mà nó yếu thì mình có thể sử dụng cái Corel 12 ha, sử dụng Corel 12 thì đó là một cái phiên bản khá là nhẹ và dễ sử dụng hơn nữa. Bấm tắt cái này đi ha, tôi sẽ tắt đi. Tắt đi, tôi mở cái phần mềm Corel. Ở đây tôi sẽ không có hướng dẫn về cái cách cài đặt Corel ha. Các anh chị nếu như mà chưa biết cái cách cài đặt thì có thể là lên trên mạng sạch ha, lên trên Google, hoặc là anh chị có thể là coi như vậy là liên hệ trực tiếp cho tôi ha, comment bên dưới hoặc là nhắn tin trực tiếp cho tôi sẽ hỗ trợ về cách cài đặt. Cái Corel 7 này thì nó cài đặt nó hơi phức tạp một chút xíu so với cái phiên bản Corel 12. Rồi về cái đây là cái mở cái phần mềm Corel ha. Khi mà mở cái phần mềm Corel lên thì là nó sẽ như vậy ha. Đây đầu tiên là sẽ tôi sẽ vào lại. Đó. Khi mà mở cái Corel 7 lên. Corel 7 lên. Đây đây là cái như vậy quảng cáo của cái đây là quảng cáo ha, quảng cáo của cái nhà sản xuất. Mình có thể là bấm như vậy mở giao diện mới bằng cách là một là mình sẽ vào đây, vào file ha. Vào file mình mở như vậy là new đây. New phím tắt là mình có thể bấm là Ctrl N. Đó. Thì là nó sẽ hỏi mình đấy, mở một cái giao diện đây mình sẽ mở cái size là A4 hay là khổ giấy nào. Đó, cái khổ nào. Cái tuy nhiên cái này mình cũng có thể điều chỉnh ha. Cái này mình có thể điều chỉnh sau. Đây là cái tên này ha. Tên này. Đây là cái khổ giấy này. Tí nữa tôi sẽ nói chi tiết hơn về cái này ha. Và đây là cái chiều cao ha. Chiều rộng chiều cao và đây là cái độ phân giải và đây là cái màu. Màu có hai cái loại, đó là màu như vậy CMYK và màu như vậy RGB ha. RGB được chưa? Rồi sau đó mình bấm OK ha. Mình tất cả mình có thể điều chỉnh sau. Rồi khi mà mở mở thì ở đây đây là một cái mà nó thể hiện cái khổ giấy cho mình ha. Khổ giấy cho mình thì ở đây mình đang chọn là A4 đó, A4 mình nó thể hiện cái này là sao, thể hiện ở đây á, là để mà mình có như vậy là định hình như vậy là cái khi mà mình in ấn thôi đó, mình có thể sử dụng như vậy A4 hoặc A5, thậm chí là cái mình có thể là vẽ ở trong khổ giấy hoặc thậm chí mình vẽ cả bên ngoài ha. Đây mình có thể là vẽ đó, mình không có nhất thiết là phải vẽ trong khổ giấy đó, mình có thể vẽ bên ngoài đó. Nhưng mà tuy nhiên khi mà mình xuất như vậy là in thử thì mình có như vậy là mình có thể là thu vào như vậy là ở đây mình sẽ in theo cái khổ giấy tùy theo cái máy ha. Tùy theo máy với nhu cầu mình có thể là in theo cái khổ giấy ở đây A4, A5 mình có thể điều chỉnh ở đây, ví dụ như A tự do này, khổ như vậy A5 này, đó, của A4 này, đó. Và đây là cái nằm đứng hoặc là mình có thể điều chỉnh nằm ngang ha. Được, nằm đứng này, nằm ngang để mình có thể là dễ thiết kế ha, dễ design. Ví dụ như là mình muốn in ấn cái của mình á, là cái bản nằm ngang thì mình sẽ để cho nằm ngang để mình design cho dễ. Rồi thứ nhất là về cái khổ giấy. Rồi cái thứ hai nữa đây mình lưu ý đây là cái phím, đây phím là coi như vậy là phím con chuột đây, pick tool thì cái này là để mà coi như vậy là để mà điều khiển thôi. Đây là cái con chuột. Rồi cái đây là cái sharp đấy, sharp tool thì cái phím tắt của nó là F10. Đây là cái công cụ để mà mình hiệu chỉnh cái hình ảnh, hiệu chỉnh bằng nút. Đây ví dụ ha, đây mình vẽ ở đây mình sẽ bấm đây thì là nó sẽ hiển thị là như vậy là cái nút, nếu như hình vuông thì nó sẽ mặc định là như vậy cái nút. Đây mình có thể là hiệu chỉnh. Các anh chị nhớ khi mà mình ở đây á, khi mà vẽ hình vuông á, cái thứ hình vuông hình tròn đây mình kích vào đây này. Tôi sẽ nói cái này sau chút xíu ha. Đây mình sẽ vẽ
thêm vẽ. Đây là cái phím này, sẵn tiện thể tôi sẽ nói luôn ha. Đây là coi như vậy cái phím F5, đây là cái hình ảnh đây này. Trong đây nó sẽ có này. Đó. Đây là cái công cụ vẽ, vẽ là coi như vậy là freehand, có nghĩa là một cái đường thẳng tự do mình có thể vẽ này. Đó, thấy không? Đường thẳng tự do. Đường thẳng tự do ha. Rồi đây là hoặc nếu như mà không mình có thể kích vào một điểm ha, kích vào một điểm này. Kích chuột vào một điểm này. Rồi xong bắt đầu mình kích vào điểm thứ hai thì nó sẽ ra đường thẳng. Ha. Mình có thể sử dụng ví dụ như là mình có thể sử dụng phím shift, mình khi mà dê con chuột mình sẽ sử dụng phím shift thì nó sẽ hiệu chỉnh ra những cái đường thẳng với các góc độ như vậy, góc quay khác nhau. Đó. Trong đây còn đây là cái công cụ cũng là đường thẳng thôi nhưng mà mình có thể là giữ đây cũng là điểm đầu, điểm cuối đó. Mình kích chuột vào và mình dê chuột. Ha. Rồi đây là cái công cụ bend. Đó, cũng là cái công cụ vẽ đường thẳng ha. Đó. Bây giờ trong đây nó sẽ có rất là nhiều những cái công cụ. Rồi tiếp theo ở đây tôi muốn nói ở đây là cái ví dụ là mình sẽ đây là làm việc xử lý bằng như vậy điểm, ví dụ như đây á, cái đây là một cái đường thẳng nó có hai điểm, điểm đầu và điểm cuối. Tuy nhiên mình muốn như vậy là thêm điểm nữa chẳng hạn, mình kích double kích chuột vào đây. Đó, khi mình chọn đây này, sẽ chọn này, phím shape này, đây, ha, phím shape này, đó, mình double kích chuột vào, này. Đó, mình có thể thêm điểm, ha, thêm điểm vào, đó, để mình có thể là mình như vậy là kéo xử lý những cái hình ảnh khác nhau. Đây tôi muốn nói ví dụ như đây là cái hình vuông. Đã hình vuông thì mình thấy rằng khi mà chọn ở đây thấy không, mình kích chuột không có được này. Thì ở đây nó sẽ có một cái anh chị có như vậy mở cái phím đây. Cái phím ở đây anh chị phím tắt của nó, đây, phím cần vật. Đấy, phím cần vật ở đây á là Ctrl Q mình bấm vào đây ha. Mình mở ra, mở khóa ra thì mình mới thêm được điểm ha. Mình mở khóa ra thì mình mới thêm được điểm ha. Mình mở khóa ra mình mới thêm được điểm. Đó. Mình mới thêm được điểm. Thì đây là cái công cụ sắp tung phím tắt là F10. Đấy, tôi thì bây giờ là tôi toàn có sử dụng phím tắt nó quen rồi. Phím tắt là F10 thì đây là cái công cụ sử dụng xử lý hình ảnh bằng các điểm ha. Còn tiếp theo đây, công cụ crop. Cái công cụ này thì là cái công cụ cắt ha. Đây. Ví dụ như mình muốn cắt có như vậy, ở đây cái màn hình nó rất là rộng ha. Mình muốn cắt để mình lấy cái phần này thôi thì mình có như vậy là kéo. Đây mình chọn điểm đầu ha. Mình chọn điểm đầu và mình kéo ra thôi, kéo thôi. Đó. Mình kéo ra, ví dụ như đây mình chọn, mình bấm mình cắt ha. Rồi cái công cụ tiếp theo là cái công cụ zoom. Đây, công cụ zoom thì ở đây á, mình chọn đây ha. Nó sẽ có này, phím như vậy là một là phím Z này, phím tắt là phím Z. Hai là như vậy phím H, thì phím Z ở đây là cái phím zoom. Ở đây á, mình bấm này, zoom này. Nó dấu cộng ở đây là phóng to này, thấy không? Phóng to này. Đó, bây giờ mình muốn thu nhỏ chẳng hạn. Mình muốn thu nhỏ chẳng hạn, mình có như vậy giữ phím Shift ha. Giữ phím Shift thì nó sẽ thu nhỏ. Đấy, giữ phím Shift sẽ thu nhỏ, thấy chưa? Rồi. Ở đây tôi sẽ, anh chị thấy là gì, khi nó sẽ có một cái công cụ nữa là công cụ H. Đây, mình cũng H đây là cái công cụ như vậy, kéo đi. Đó, đó, kéo. Đó, phím H. Đó, phím H này, để mình kéo đây. Được chưa? Rồi. Trước khi tôi hướng dẫn công cụ tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn cái bên này là những cái mà đổ màu ha. Đây là cái màu này, tô màu này. Được chưa? Khi mà mình vẽ ra một cái hình ảnh ha. Hình ảnh mình tô màu này, đó. Ở đây khi mà tô màu á, thì các anh chị có hai lưu ý, tí nữa tôi sẽ nói sâu về cái tô màu sau ha.
Rồi, cái công cụ thì đây là cái công cụ zoom ha. Công cụ zoom. Rồi giả sử bây giờ có anh các anh chị và các bạn lưu ý này, giả sử bây giờ cứ như vậy là tôi vẽ rất là nhiều ha, vẽ rất là nhiều những cái hình ảnh khác nhau. Vẽ rất là nhiều những cái hình ảnh khác nhau, nhưng mà bây giờ chẳng hạn như là tôi muốn zoom, tôi muốn như vậy là để làm sao, ví dụ chẳng hạn như là một, giả sử bây giờ tôi gõ chữ ở đây, giả sử tôi đang làm việc ở đây ha, mọi người lưu ý này, đây là cái công cụ có thể nói là bí kíp này. Đây, anh chị và các bạn thấy đây á, là nó khá là nhiều ha, khá là nhiều những cái hình ảnh ở trên đây tôi làm việc tôi vẽ đó. Giả sử bây giờ tôi muốn phóng to thu nhỏ, đây, giả sử tôi muốn như vậy làm việc ở cái chỗ ở đống này thì như thế nào đây, là cái đống bảo sậu chỗ này, rất là nhiều hình ảnh. Bây giờ tôi muốn xử lý hình ảnh, hoặc là bây giờ tôi chỉ có muốn muốn xử lý cái hình ảnh, muốn làm việc ở trên cái hình ảnh này. Đây ha, hình ảnh này chẳng hạn. Tôi muốn làm việc ở trên trên cái này thôi. Thì không nhẽ bây giờ mình cứ như vậy giữ phím phím Z thế này. Z là phím zoom á. Mình phóng như thế này cũng được. Đấy, phóng như thế này cũng được. Đấy, cũng không sao cả. Đấy. Nhưng mà nó sẽ thiếu cái độ chính xác ha, thiếu độ chính xác. Hoặc là anh chị có thể là sử dụng bằng zoom bằng cách là lăn con chuột á, lăn con chuột ở giữa đó, lăn con chuột thì nó cũng là zoom ha. Thì bây giờ nếu như tôi muốn làm việc ở trên cái hình ảnh này đó, khu làm việc này, thì cứ như vậy tôi chỉ việc là chọn cái hình ảnh mình muốn làm việc, rồi sau đó mình bấm phím tắt ha. Phím tắt ở đây là phím Shift F2 đó, Shift F2. Shift F2 thì khi đó là nó sẽ chỉ có sử dụng như vậy là nó chỉ có hiển thị zoom lên cái hình ảnh cái mà mình chọn thôi đó, và khi đó mình làm việc bình thường ở đây ha. Độ ha, tôi muốn đấy chẳng hạn vậy. Rồi giả sử bây giờ thì cái phím mà tôi nói lại ha, thì mình muốn như vậy làm việc một cái hình ảnh nào đó cụ thể nào đó, mình chỉ việc là chọn cái hình ảnh đó hoặc là nhiều hình ảnh đó đó, hoặc là một nhóm hình ảnh đó, rồi sau đó mình bấm phím Shift F2, thì khi đó nó chỉ có hiển thị lên cái hình ảnh mà mình chọn thôi, thì để mình dễ làm việc, Rồi bây giờ nếu như giả sử đặt ra câu hỏi đây là bây giờ tôi muốn như vậy thấy hết các hình ảnh, mà tôi đã vẽ như thế nào đây, tôi đã vẽ làm việc á toàn bộ á, thì là tôi sẽ làm gì đây, không nhẽ bây giờ tôi giữ phím Z tức là phím zoom á, rồi tôi lăn con chuột thế này đó, lăn con chuột như vậy không, nó sẽ rất là khó coi, thậm chí cũng không có thấy hết ha, không có thấy hết đấy đó, thấy không? Thì bây giờ mình sẽ có cái phím ha, một cái phím phím này là phím bí kíp luôn á, anh chị giữ phím Shift F4 ha, Shift F4, à xin lỗi, phím F4, đây là phím F4, phím F4, các anh chị và các bạn chỉ việc là bấm phím F4 một cái là nó sẽ thấy toàn bộ các hình ảnh mà mình đang đang làm việc, các hình ảnh mà mình đã vẽ đó, tức là có trong cái như vậy cái trang này đó, thấy trên cái trang này ha. Thì lưu ý ha, có hai cái phím, phím Shift F4, phím Shift F2 và phím F4. Rồi bây giờ cái tiếp theo, công cụ tiếp theo là cái công cụ ở đây, công cụ này tôi đã hướng dẫn rồi ha, đây là cái công cụ tool, cái công cụ như vậy là cái công cụ mà vẽ ha, đường line, vẽ đường line, nó sẽ tùy ha, đây là đường line, tùy thuộc đường line cũng như vậy, tự do đường line hai điểm rồi những cái đường line khác nhau mình cũng như vậy là có thể sử dụng ha. Rồi tiếp theo
Đây là cái công cụ mà có như vậy là vẽ ha. Đây là cái công cụ mà vẽ có như vậy là đây là cái công cụ mà mình như vậy là vẽ nghệ thuật ha. Đây là cái công cụ vẽ nghệ thuật. Các anh chị có thể tham khảo. Công cụ này thì cũng khá là ít xài. À, ở đây các anh chị và các bạn á, có các lưu ý này. Khi mà vẽ cái công cụ vẽ này nó sẽ có là gì? Khi mà mình vẽ kích thước ra đây mình có thể điều chỉnh ha, điều chỉnh kích thước khác nhau. Đây là kích thước chiều dài và chiều chiều dài và chiều cao ha, chiều dài và chiều cao. Được chưa? Khi mà vẽ một cái hình ảnh ra, khi mà vẽ một cái hình ảnh ra bất kỳ ha, hình ảnh ví dụ như vẽ đường thẳng hay là vẽ như vậy là hình tròn, hình vuông, một cái hình ảnh nào đó ra thì nó đều có. Thứ nhất ở đây cần lưu ý, thứ nhất ở đây á, chọn nó sẽ có này, điều chỉnh như vậy là ở đây nó sẽ có là chiều dài, chiều cao này ha. Là cái nhất. Cái thứ hai lưu ý ở trên đây nó sẽ có các giao diện ở trên đây. Đây là cái hình xoay ha, mình xoay ví dụ như xoay ở đây, ví dụ như mình để ý xoay 90 độ này. Đó, thấy không? Nó sẽ tự xoay. Rồi. Ở đây nó sẽ có một cái công cụ, ở đây cái nút hình cái khóa đây này. Cái khóa đây này. Mọi người cần lưu ý ở đây ha. Thì cái khóa ở đây á thì khi mà mình như vậy không có chọn ví dụ như đây. Mình không có chọn, ví dụ như mình không có chọn ở đây chẳng hạn này, không có chọn thì là mình cái nó thì nó sẽ mình thay đổi cái một cái kích thước thì cái kích thước còn lại nó giữ nguyên. Còn nếu như giả sử mình muốn như vậy bấm cái khóa ở đây tức là khóa lại thì mình thay đổi một cái kích thước, thay đổi một kích thước thì kích thước còn lại nó sẽ tự thay đổi theo tỷ lệ đó, thấy không nha, lưu ý chỗ này. Cái tiếp theo nữa ở đây mình cần lưu ý, cần lưu ý ở đây nó sẽ có, cần lưu ý ở đây á, mình muốn như vậy là tìm muốn như vậy xem là cái đơn vị mình ở đây cái mình kích chuột ra, kích chuột ra ngoài mình không có chọn một cái hình ảnh nào cả đó, không chọn một cái nào cả. Thì khi đó mình như vậy ở đây mình sẽ điều chỉnh ha, điều chỉnh được cái kích thước. Kích thước ở đây nó đang là như vậy mm. Mình có thể điều chỉnh là theo những kích thước là inch, font, pixel rồi có như vậy hoặc là cm, mm, km tùy mình ha. Ví dụ như mình có như vậy thiết kế tùy ha, mình sẽ điều chỉnh. Và đây nó sẽ có một cái tiếp theo nữa. Mình cần lưu ý. Đây nó chính là cái đường viền ha, đường viền. Đường viền ở đây á, là cái đường viền xung quanh đây này, cái đường đường nét á. Ở đây đang là mặc định là 0.5, mình có thể cài khác nhau, mình có thể chọn ở đây cho ví dụ như cho lớn này này ha. Đây đó, đây nó chính là cái đường viền ha, cái đường viền to nhỏ khác nhau đó, đường viền to nhỏ khác nhau, đường viền này đó. Đây, đó, đường viền to nhỏ khác nhau. Thì đây là những cái lưu ý ha. Rồi, tiếp theo nữa. Cái công cụ thì ở phía trên này là coi như là xong rồi đó. Rồi, quay trở lại cái công cụ ha. Cái công cụ thì ở đây á, là tôi đang nói là cái công cụ này vẽ vẽ tự do. Đây thì cần lưu ý này. Đó, thì khi mà chọn cái này đây là nó sẽ là các đường nét này. Đó, nó các đường nét này và đây là coi như vậy là chờ chút xíu ha, cái này là kéo nó đổ màu cho mình đó, thấy không, nó sẽ đổ màu cho mình này. Rồi cái này là cái theo những cái mà coi như vậy là hình coi như vậy là uốn lượn nghệ thuật khác nhau. Rồi đây là cái nét khác nhau, mình có thể là chọn những cái đây, mình có thể chọn những cái đường nét khác nhau ha. Đây là theo cái giống như kiểu cái đầu viết này,
mình chọn này. Đây ví dụ như này, đó, cái đầu viết mình chọn cái đầu viết khác nhau thì là nó sẽ là to nhỏ khác nhau. Tuy nhiên các anh chị và các bạn lưu ý đây nó chỉ là đường nét thôi nhé, đường nét thôi. Rồi tiếp theo nữa, đây là công cụ hình vuông ha. Công cụ như vẽ vẽ thì ở đây nó sẽ có này, thứ nhất này, phím tắt ha, răng tổ. Ở đây là phím, cái công cụ răng tổ ở đây là coi như vậy là phím tắt là F6. Ở đây mình chọn này, mình kéo này, kéo chọn tự do này. Ở đây nếu như giả sử ha, giả sử như vậy mình muốn điều chỉnh kích thước đó, mình có thể là vẽ rồi điều chỉnh kích thước, thì mình ở đây mình điều chỉnh kích thước ha, điều chỉnh dài và cao. Rồi nếu như mình giả sử tôi muốn vẽ cái hình vuông thì sao, đây tôi sẽ vẽ, đây vẽ, nếu như mình kéo chuột giữ chuột như này thì là nó chỉ là tương đối thôi. Tuy nhiên mình muốn vẽ hình vuông mình chỉ cần rất đơn giản ha. Các anh chị lưu ý đây là cái phím này, mình chỉ việc ở đây á là hình vuông á, là mình chỉ việc là gì, giữ phím control ha, giữ phím control này, giữ phím control, giữ phím control thì ở đây nó sẽ tự từ cái chỗ mà dấu cộng á, dấu thập, anh chị nhìn con chuột này, nó sẽ lấy cái điểm đó, điểm đầu tiên mình ấn phím control đó thì nó sẽ coi như vậy là mình sẽ có được hình vuông ha, hình vuông. Rồi hình chữ nhật thì là đơn giản rồi ha, mình ở đây nó sẽ có là đây là cũng là cái công cụ vẽ, là coi như vậy là cái hình, một cái hình hình chữ nhật. Đây hình chữ nhật đây nó sẽ vẽ bằng cách là điểm đầu kéo ra điểm cuối ha, điểm đầu điểm cuối, và sau đó là mình sẽ buông chuột ra đó, buông chuột ra đó, buông chuột ra đó. À, đây là công cụ vẽ hình thoi, mình chỉ đây là cái công cụ vẽ bằng hai điểm thì mình chọn kích chuột điểm đầu tiên rồi kéo đến điểm thứ hai rồi mình buông chuột ra kéo rồi mình nhấc thì nó sẽ có được cái hình thoi, được chưa? Đó thì đây là cái công cụ mà vẽ hình thoi. Rồi tiếp theo cái hình tròn, đây hình tròn, hình ellipse đó, đây mình chọn đây ellipse. Phím tắt là F7. Đây, mình sẽ chọn vẽ ha. Rồi, tương tự, chẳng hạn như bây giờ tôi muốn vẽ có được như vậy là muốn vẽ cái hình tròn thì sao? Tương tự, tôi cũng sẽ giữ như vậy phím control ha, giữ phím control, giữ phím control. Đây, giữ phím control thì là nó sẽ có được hình tròn. Cái điểm đầu tiên nó sẽ là cái dấu cộng, dấu thập á. Đó. Tuy nhiên, ở đây anh chị và các bạn lưu ý này, nếu như mình giữ phím control không thì nó sẽ cái điểm xuất phát từ dấu thập, dấu cộng đó. Nếu như mà mình giữ cái phím đồng thời hai phím, phím shift với phím control, phím shift với phím control thì là nó sẽ dấu thập á, đấy ngay dấu dấu thập dấu cộng á, là nó sẽ là lấy đó là tâm ha, đó là tâm. Nếu như hình tròn thì đó là tâm, và hình vuông thì đó là tâm hình vuông đó. Rồi đó là hình tròn, hình ellipse. Rồi tiếp theo, tiếp theo ở đây á, nó sẽ có là hình như vậy đa giác. Hình đa giác ở đây nó sẽ có này ha, trong đây mình sẽ chọn vào đây nó sẽ có rất là nhiều những cái ha. Đây hình đa giác ở đây mình có thể là bấm nhân lên bằng cách này, thấy không? Đó, tăng giảm như vậy là các như vậy là đường đa giác khác nhau đó, hoặc đây là những cái mà hình khác nhau, hình ngôi sao đấy, mình muốn như vậy là ra cái hình ngôi sao cân đối thì mình cũng tương tự lưu ý nha, bí kíp của mình đây là mấy cái phím control, phím shift đó, hoặc là shift control kết hợp cả hai đó, mình bấm phím control cái nó sẽ ra một cái hình ngôi sao rất là đều đó. Ở đây mình có thể tăng giảm khác nhau ha đó. Rồi tiếp theo nữa làm những cái phím ở trong đây những cái hình đa giác khác nhau mình có thể như vậy là xem ha.
hoặc là những cái mà phím hình mũi tên đây đó, thì trong đây nó sẽ có rất là nhiều những cái hình dạng thư viện, hình dạng khác nhau đó. Rất là nhiều, có những cái hình dạng khác nhau ha. Rồi cái công cụ tiếp theo là phím như vậy, test, công cụ test tức là phím tắt là F8. Đây mình có như vậy là kích vào, hoặc là mình bấm phím tắt F8 rồi sau đó mình có như vậy kích chọn chuột vào, chọn chuột vào một cái điểm đó. Thì ở đây các anh chị lưu ý này đó, rồi xong bắt đầu mình gõ thôi. Ở đây là đó. Rồi ví dụ ở đây là phím công cụ này đó, chữ này, test này. Ở đây á mình sẽ có lưu ý này, thứ nhất ở đây chữ mình muốn như vậy là điều chỉnh, thì ở đây mình sẽ vào cái test đây. Có các điều chỉnh ở đây cần lưu ý. Thứ nhất ở đây là chữ hoa này. Thứ nhất ở đây là đầu tiên là chữ hoa này đó, chữ đầu tiên là chữ hoa, rồi có thể mình sẽ điều chỉnh ở đây là tất cả là chữ hoa này đó, hoặc là chữ đầu tiên của mỗi ký tự, mỗi chữ là chữ hoa đây đó, mình chọn ha, khác nhau. Và còn ở đây là những cái hiệu ứng, hiệu ứng khác nhau, hiệu ứng của test. Rồi đây là cái công cụ test, cái công cụ tiếp theo đây, công cụ tiếp theo cái này, đây là những cái mà cái này nó cũng khá là ít sử dụng ha, khá là ít sử dụng, là cái này mà ứng dụng để mà mình đo đạc, ví dụ như hai cái điểm đo cái kích thước đấy, nó sẽ hiện thị cái kích thước này, không hiện thị kích thước này, ví dụ như chẳng hạn như đây là cái hình vuông ha, chữ nhật ha, mình muốn đo kích thước này chẳng hạn ha, mình kích đưa cho đây thấy có chữ nốt này đó, đó nó sẽ hiện thị kích thước. Ví dụ như mình ứng dụng đo đã kích thước một cái về cái công trình nào đó đó, thì mình có thể là sử dụng cái này. Rồi cái công cụ này thì là đó là cái khá là ít sử dụng đó, cái như vậy vẽ như vậy hai điểm thôi. Rồi cần cái công cụ tiếp theo đây, công cụ tiếp theo cái công cụ này, công cụ nâng cao ha, sẽ công cụ này là công cụ mà đổ bóng. Đổ bóng như thế nào là đổ bóng, trong đây nó sẽ có rất là nhiều này. Đây là cái công cụ đổ bóng, rồi những cái hiệu ứng này, khác nhau này đó, những cái hiệu ứng khác nhau này. Ví dụ ha, trước khi mà nói cái những cái công cụ nâng cao này, những công cụ nâng cao này, thì tôi sẽ như vậy nói giới thiệu một chút xíu về cái cách tô màu. Bên này đây á, cái giao diện đây, bên này đây là cái tô màu. Tô màu thì cần lưu ý, tôi sẽ xóa bớt. Ở đây này, mình bấm phím F4 thì nó sẽ thấy được tất cả những cái mà hình vẽ trên cái trang của mình muốn chọn hết, mình chỉ việc là bấm phím như vậy là Alt+, mình kéo chuột thì tất cả những cái con chuột đi qua hình nào hoặc là chạm tới thì nó đều chọn ha. Đó, trở về không rồi. Rồi, giả sử đây tôi vẽ một cái hình ha, ba cái hình khác nhau. Ba cái hình khác nhau là hình tròn, hình chữ nhật và một cái đường thẳng. Rồi. Thứ nhất, mình muốn tô cái được bên trong. Tô bên trong thì mình tô một cái hình ảnh, thì mình chỉ việc là hình ảnh vector, tôi đang nói đây là hình ảnh vector chứ hình bitmap thì lại không có sử dụng được nhá.
không tô được nhé. Ví dụ đây, mình chọn vào cái đó, chọn vào một cái hình ảnh đó, hình ảnh vector đó và mình kích chuột ở đây là kích chuột trái nha. Đó. Kích chuột trái là tô bên trong và kích chuột phải là tô đường viền bên ngoài. Đó. Đây tôi sẽ cho cái đường viền bự lên. Đường viền bự lên để mình dễ hình dung nhá. Đó, thấy không? Đây là một cái đường thẳng tương tự là cái hình tròn. Đã, tương tự hình tròn. Rồi còn đối với đường thẳng thì đây là một cái đường line, do đó nó không có cái bên trong, không có cái bên trong. Do đó mình tô chỉ có tô bên ngoài, tô bằng cách là kích chuột phải thôi. Kích chuột phải thôi. Đó. Rồi. Kích chuột phải thôi. Giả sử các anh chị và các bạn lưu ý chỗ này ha, đây cũng là một cái bí kíp ha. Nếu như bây giờ tôi muốn biến cái đường thẳng này thành một cái hình chữ nhật thì như thế nào? Để tôi cho bước lên. Đây chỉ là một cái đường viền thôi nhé. Đường line thôi nhé. Tuy nhiên bây giờ tôi muốn biến nó thành cái đường line này. Đó. Tôi muốn biến cái đường line này. Tôi muốn biến cái đường line này thành một cái hình chữ nhật này. Thì sẽ là gì? Thứ nhất là chọn cái đường line đó. Tôi sẽ vào đây ha. Vào cái này. Đó, đây này. Vào đối tượng này, cần vật này. Cần vật như vậy outline này. Và phím tắt của nó là Ctrl Shift Q này. Khi đó này, thấy không? Bấm phím mình khi đó cái này nó đã biến thành như vậy cái hình thoi ha. Hình chữ nhật là một hình thoi đặc biệt. Đó. Đây. Và đây tô cái đường viền đây. Cho cái đường viền lên. Đó, anh chị các bạn thấy không? Nó đã biến thành cái từ cái đường line thành cái hình chữ nhật. À đúng rồi. Từ cái đường line thành một cái hình đối tượng ha, thành một cái hình vẽ đối tượng đó. Được chưa? Thì đây là cái tô màu. Nếu như giả sử tô màu mình bây giờ là mình muốn cho cái hình ảnh này nhỏ lại chút xíu ha, bây giờ tôi muốn một là có thể tô những cái màu sẵn trên đây, hoặc là ở đây tôi sẽ tô màu bằng cách ha. Tô màu bằng cách ở đây tôi sẽ có là gì? Một là tôi sẽ coi như vậy là bấm chuột vào đây. Đó, bấm double chuột vào dưới đây này. Double chuột vào dưới đây thì là nó sẽ có các thông số màu ha, thông số màu. Đây thông số màu này, C này, M này, Y này, P này, mình sẽ có các thông số màu. Ha, ví dụ như đây tôi muốn cho màu xanh cyan. Rồi. Không, ok, đó. Đó. Chẳng hạn. Mình đây là mình muốn như vậy là thông số màu ha, thông số màu chuẩn xác thì mình hãy tương tự ở đây là cái đây là thông số màu đối với lại là cái đường bên trong, còn đây là đối với đường viền. Đường viền thì tương tự ha, mình sẽ kích vào đây. Kích vào cái chuột double kích đây, nó sẽ ra cái thông số ha. Thì lưu ý có các lưu ý đây, thứ nhất. Đây. Đây là cái đường line này. Đây là coi như vậy cái coi như vậy là đặc điểm của đường line, đây là đường line liền này, mình muốn như vậy là nét này thì là mình đây, thấy không? Nó sẽ có đường nét này. Đó. Đây là cái đây là cái chiều rộng của thứ đó. Còn đây mình muốn màu đây. Mình có thể chọn màu khác nhau hoặc là mình có thể kích chuột vào đây ha. Đây này, kích chuột này, chọn vào mo này. Đó, thì trong đây nó sẽ có cái chọn các thông số khác nhau tương tự ha.
Đó. Đấy, ví dụ tôi cho xanh đậm. Đấy, thì là mình sẽ, đây là mình muốn điều chỉnh cái đường viền. Được chưa? Rồi. Thì đây là cái tô màu đối với lại đối tượng. Tương tự cái này ha, đối với hình tròn cũng vậy, mình muốn tô thì ở đây mình màu, đây là màu đơn màu ha. Đó. Double kích vào đường viền, mình điều chỉnh đường viền, và bên này là cái bên trong. Rồi, bây giờ tôi muốn tô màu, nhưng mà tô màu như vậy là ở đây tôi sẽ copy bằng cách ha. Copy bằng cách là mình chọn đối tượng này. Xong bắt đầu mình như vậy là sẽ có những cách copy sau này, chọn đối tượng thứ nhất này. Cần chân C này, cần chân V này, được chưa? Đó, đây. Đây là cách copy. Cách thứ hai là cách mà mình chọn đối tượng, sau đó mình dê chuột đến điểm mà mình muốn như vậy là đặt. Sau đó là mình cứ như vậy ấn phím phải ha. Ấn cứ như vậy chuột phải, ấn chuột phải. Chuột trái mình vẫn giữ nguyên nhé, chuột trái mình vẫn giữ nguyên rồi ấn chuột phải. Đó, thì mình nó cũng như vậy copy, được chưa? Copy. Được chưa? Copy. Rồi, ở đây nói về cái lệnh copy thì ở đây tôi sẽ có là có một cái là đặc biệt. À, đặc biệt ở đây á, copy thì ở đây nó sẽ có, trước khi mà ở đây như hồi nãy đây tôi sẽ nói ở đây á là khi mà chọn đối tượng đúng không, chọn một đối tượng mình muốn chọn như vậy là kéo to nhỏ ha, điều chỉnh kích thước, thì nó có những cái cách điều chỉnh kích thước sau. Một là mình sẽ chọn đối tượng rồi mình vào đây mình điều chỉnh kích thước ha. Đó. Đó, điều chỉnh kích thước. Rồi, và cái điều chỉnh thứ hai là mình khi mà chọn đối tượng thì thấy ở đây là nó có các nút. Đó, thì cái nút ở đây á là ở các góc á. Các góc á. Đối với như vậy nút ở bên hai bên hông là điều chỉnh độ rộng. Đó, điều chỉnh độ rộng. Này, nếu như mà ở đây mình giữ phím shift thì nó sẽ kéo như vậy độ rộng đều qua hai bên. Đó, và tương tự đây là điều chỉnh độ cao thì là mình có thể điều chỉnh khác nhau ha. Mình ấn phím shift và mình kéo thì nó sẽ điều chỉnh kéo hai bên đều nhau. Được chưa? Rồi, cái tiếp theo là cái nút mở bên góc. Cái góc này thì là kéo to nhỏ. Và tương tự mình giữ phím shift. Đấy, giữ phím shift thì là nó sẽ to một cách đều ha. To một cách đều. To một cách đẹp. Và ở đây nếu như mình mà bấm giữ phím cần chôn ship nữa. Đó. Đó. Phím cần chôn ship ở trong đây nó không có gì cả. Ha. À, ở đây nó sẽ có này. Bây giờ để mà quay ha. Ở đây này. Tôi đang nói lệnh copy, tại vì sao tôi lại chuyển sang cái nói cái quay này, thì ở đây nó sẽ có khi mà có như vậy là giả sử ở đây anh chị thấy này, copy ở đây á, ở đây khi mà quay đây các anh chị lưu ý mình bấm cái chuột thứ nhất này, bấm chuột thứ hai thì nó sẽ có coi như vậy là cái nó sẽ thay vì có như vậy là kết thúc thì là bấm cái thứ hai nó sẽ là nó có những cái con chuột đây này, à, nó sẽ biến thành những cái mũi tên khác nhau. Đó, biến thành những mũi tên khác nhau. Cái này là kéo theo chiều ngang, cái này kéo theo chiều dọc, chiều đứng. Cái này có như vậy là kéo theo hình xoay. Mà ở đây nó xoay ở đây các anh chị và các bạn lưu ý đây là cái tâm nhé, đây là cái tâm này. Cái tâm ở đây mình có thể giữ nguyên hoặc mình kéo đến một cái vị trí, à, kéo đến một vị trí và ở đây. À. Kéo đến một vị trí mình mong muốn và đây mình có như vậy là copy ha. Rồi các anh chị và các bạn lưu ý đây này, giả sử đến đây ha, copy đây mà tôi muốn có như vậy ở đây nó sẽ có một cái phím đặc biệt là copy, tương tự ở đây là mình sẽ, tức là ở đây trên Corel nó sẽ hiểu là thao tác tương tự ha, thao tác tương tự thì ở đây tôi vừa làm là thao tác copy thì tôi chỉ việc là bấm phím Ctrl R. Đó, bấm phím Ctrl R anh chị thấy không? Sẽ ra một cái như vậy hình ấy ha. Đó,
tôi bấm phím, nếu như undo lại thì tôi chỉ việc là bấm phím Ctrl Z ha, Ctrl Z ở đây. Để đặc biệt hơn, tôi sẽ nhấn phím Ctrl đấy, nhấn nhấn phím phím Ctrl ở đây, nó sẽ quay xoay nhưng mà xoay theo các góc độ khác nhau đó, góc độ khác nhau mình cài đặt này đó. Các anh chị thấy không, nó sẽ đã ra được một ngôi sao, à xin lỗi, ra một được một bông hoa. Tuy nhiên là bông hoa này là do chưa xử lý đó, mình chỉ cần xử lý một chút xíu thì là nó sẽ ra hình bông hoa thôi. Đây tôi lấy ví dụ ha, đây ví dụ đây thì là nó sẽ ra một bông hoa. Đó, một bông hoa mai đúng không nào? Đó, mình chỉ việc là tất nhiên xử lý một chút xíu thôi. Không? Là nó đã ra được một cái bông hoa. Thấy chưa? Không? Nó đã ra được một bông hoa. Rồi, thì tôi muốn nói đây là cái phím Ctrl R là một phím khá là đặc biệt. Ví dụ như chẳng hạn như đây tôi di chuyển đến đây, đó copy đến đây, tôi chỉ việc bấm Ctrl R thôi, đấy thấy không? Là nó sẽ tức là làm cái thao tác tương tự, đó hoặc thậm chí đây tôi muốn thu nhỏ, chẳng hạn này, thu nhỏ cái hình này, tôi bấm phím này, bấm Ctrl R thì nó thao tác tương tự, ha. Thì cái phím đặc biệt đây là cái phím Ctrl R là cái phím khá là đặc biệt. À. Rồi, thì đấy là cái mà lệnh copy và cái lệnh mà xoay, ha, lệnh 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 xoay, điều chỉnh kích thước và lệnh xoay. Rồi ở đây tôi muốn nói đây một chút xíu ở cái tô màu đó. Hồi nãy đây là cái tô màu ở đây là tô một màu thôi. Bây giờ giả sử tôi muốn tô như vậy, những cái màu chuyển, màu sắc chuyển khác nhau. Bây giờ anh chị các bạn thấy đây, rồi ở đây nó sẽ có các đối tượng ha. Bây giờ mình tô màu ha, tô màu thì ở đây nó sẽ có này, mình muốn giả sử mình muốn tô màu, ở đây là mấy công cụ nâng nâng cao. Bây giờ tôi sẽ nói tại vì sao mà tôi cắt ngang như vậy, tại vì tôi sẽ làm những cái ví dụ để làm những cái mà nâng cao đó, những cái công cụ nâng cao để các anh chị các bạn dễ hiểu, dễ hình dung ra. Rồi bây giờ tôi muốn tô màu, các anh chị thấy đây cái màu này, đây một cái bông hoa này, đây màu nó rất là đơn điệu ha, nhìn nó chỉ gọi là giống về hình dạng thôi nhưng mà nó chưa có thật. Đây mình có thể chọn đối tượng, rồi mình có thể là chọn đây ha, đối tượng đây, cái phím tắt mình có thể bấm là phím G, phím R á, hoặc là đây mình sẽ chọn coi như vậy. Đây cái công cụ này, đây cái injector, đây injector view đây đó. Thì khi mà chọn rồi thì ở đây nó sẽ có này, có này ở đây á, ở đây nó sẽ có đây, ở đây nó sẽ có này, đây là full này, tức là mình chọn ở đây, khi mà chọn cái đối tượng này á nó sẽ có các chế độ sau ha. Chế độ thứ nhất đây là tô một màu, được chưa? Chế độ thứ hai tô một màu là cái chế độ mà từ nãy giờ tôi nói, có thể chọn trực tiếp trên đây đó, chọn trực tiếp trên đây đó. Chế độ thứ hai là chế độ mà chuyển màu, đây chuyển màu mình chọn đây, à. Chuyển màu thì ở đây á, chuyển màu đây nó sẽ có, chuyển màu đây nó sẽ có thứ nhất này, tô đây là tô ngang này, tô ngang đây là mình kích chuột này, à, kích chuột này, để cho ấy thì mình có thể giữ phím Ctrl này cho thẳng á. Đó.
Thì tô ngang đây nó sẽ có điểm đầu và điểm cuối. Điểm đầu đây là điểm màu ha. Ví dụ đây tôi cho màu đỏ, hoặc là đây tôi sẽ cho màu đỏ để rõ hơn cho màu đỏ này. Đó. Mình có thể là chọn màu ở đây hoặc là mình có thể chọn màu ở đây ha. Chọn màu ở đây, nó có thông số màu ha. Cái đây là màu bên trong. Đó. Anh chị thấy không? Đó. Màu bên trong. Rồi, tương tự đây là đối với lại là ha, đây là cái như vậy là đây là tô ngang này. Được chưa? Đó. Rồi. Đây là tô ngang, còn tô đây là tô tròn ha. Tô hình tròn. Tô hình tròn thì để tôi sẽ lấy như vậy, ví dụ cho dễ thì là tôi sẽ tô bằng cái hình tròn này đây. Mình sẽ chọn cái này đây, cái tâm điểm đúng tâm hình tròn ha. Đó. Đây là tô tròn, được chưa? Tôi sẽ có như vậy là điểm màu đầu tiên và màu cuối, màu bên trong là màu trắng, màu bên trong bên ngoài là màu đỏ. Được chưa? Cái tiếp theo nữa. Cái tiếp theo. Ở đây là tôi muốn. Ở đây là cái tô vuông. Đây. À xin lỗi. Đây là cái tô hình trụ. Ha. Tô hình trụ. Tô hình trụ. Thì ở đây nó sẽ có các lưu ý này. Tô hình trụ này. Dù tô trụ, tô hình trụ hay tô hình nào đi chăng nữa. Ở đây các anh chị các bạn lưu ý này. Mình muốn thêm màu ha. Ở đây này, giả sử tôi muốn thêm màu này, làm lại ha, chọn cái màu này, chọn cái màu xong bắt đầu gấp vào này, hạ vào cái dây đây này, đó, hạ vào cái dây đây này, hạ vào cái dây đây này, mình có thể tô được rất là nhiều màu khác nhau. Đó, anh chị thấy không? Đây là mình muốn tô nhiều màu ha. Và tương tự đối với hình trụ cũng vậy. Đây là tô hình kiểu hình trụ. Tô hình trụ thì là mình sẽ chọn cái hình màu khác nhau. Tôi đã gấp một ra thì nó sẽ biến thành cái màu. Ví dụ giả sử đây ha. Mình gấp một mình thả ra đây này. Thấy không? Nó biến thành màu. Tức là một màu. Nhưng nếu như đây, gấp ha. Xin lỗi, tô hình trụ á, tô hình trụ thì là nó sẽ là gấp là bằng cách là trên các đường vành này đây ha, đó. Các anh chị và các bạn lưu ý đây là cái tâm này, đó, à, mình có thể chọn ha, những cái màu sắc khác nhau. Đó. Những cái màu sắc khác nhau, được chưa? Rồi, nếu như trường hợp mà mình muốn bỏ cái đường viền này đi, bỏ đường viền này đi thì rất là đơn giản ha, muốn bỏ đường viền này đi rất là đơn giản. Thay vì tô màu, màu ở đây là mình như vậy là xin lỗi. Kích chuột phải, tô màu đây là mình sẽ kích chuột phải này. Những màu khác nhau thì mình chỉ việc là bỏ đây, kích vào cái dấu nhân này này. Đó là sẽ mất đi là cái đường viền. Tương tự nếu như mình muốn mất đi cái đường bên trong mình, cái lõi bên trong á, cái map bên trong á, thì là mình chỉ việc là chọn đây, kích chuột trái vào cái dấu nhân đây. Đó là mình sẽ mất đi cái bên trong. Đó, ha. Rồi thì đấy là cái tô hình nón, được chưa? Tô hình nón. Rồi cái tiếp theo. Ở đây là tô theo như vậy hình trụ này. Hình hồi nãy là hình nón này. Hình trụ này. À. Cái hình trụ thì mình cũng như vậy là tương tự mình muốn tô màu khác nhau thì mình bỏ vào. Đó, thì là nó sẽ tô ở đây nhưng mà nó sẽ tô theo hình trụ ha, được chưa?
Đó, ví dụ như vậy. Thì đây là tô hình chụp. À, các anh chị và các bạn thấy đây là nó giống nhìn nhìn như vậy là giống như là một cái hình khối chưa? Giống như một cái hình khối đúng không? Thì Corel đây là nó là một cái hình dạng vẽ hình vector rồi đổ màu thì là nó vẽ 3D rồi giả 3D thì trên cái là gọi là cơ chế gọi là màu thôi, màu với ánh sáng. Đó. Được chưa? Thì đây là tô màu ha, đây là cái tô màu. Công cụ tô màu. Rồi. Ở đây tôi có thể ứng dụng vào ha, ứng dụng vào này cái bông hoa này ha. Đấy. À, đây tôi ứng dụng vào cái bông hoa này, thấy chưa? Tôi cho đây này. Đây. Mọi người thấy không? Đây là cái tôi ứng dụng vào cái bông hoa chẳng hạn. Cho cái nhụy này nó nhỏ đây, xíu. Đó, thấy không? Đây, thấy chưa? Đây là cái mà tôi cái bông hoa đó ứng dụng vào bông hoa đó vẽ nhìn bông hoa nó giống như thật hơn đúng không? Tuy nhiên mình muốn thật hơn nữa thì là mình sẽ có thể sử dụng cái thế này giả sử ha, cái độ màu này công cụ độ màu này ở đây á nó sẽ có một cái nữa đây tôi hồi nãy đây tôi mới nói đến cái công cụ độ màu chuyển màu thôi rồi còn cái công cụ hai cái mấy cái công cụ này thì rất là ít sử dụng ha. Từ cái công cụ này mình sẽ sử dụng bằng cách đây là tô màu ha, tô màu nhưng mà tô màu bằng những cái hình ví dụ như mình chẳng hạn như là cái hồi nãy tôi cho các anh chị các bạn thấy là tô gạch đó, đây ví dụ như là mình đổ gạch chẳng hạn này đó, đổ gạch chẳng hạn thì là mình sẽ vào đây ha. Đó. Vào đây rồi sau đó là mình sẽ tô thôi. Hoặc là mình có thể điều chỉnh ha, mình lấy một cái hình vẽ hình thực tế hình gạch thực tế mình ạt ạt cái vật liệu thực tế vào đấy hình map thực tế mà ạt vào bỏ đây chẳng hạn như mình trong đây thì nó không có đấy ha. Mình có thể đây tôi lấy cái bự hơn để cho nó cái hình dung đây đó đó không? Đây là cái mà mình tô ha. Tô như vậy là mấy cái mà ví dụ như mấy cái mình một á, là tô hình nghệ thuật hai là mình ạt theo cái chất liệu chẳng hạn như là mình ví dụ như ngôi nhà hồi nãy thì tôi vẽ coi như vậy ngôi nhà xong ạt chất liệu gạch vào ngói vào thì là nhìn thì nó sẽ thực tế ha nhìn nó sống động đó và tương tự đối với đây cũng vậy đây là những cái hình map khác nhau ha, những cái hình hình map khác nhau trong đây những cái hình map khác nhau được chưa những cái hình map hoặc là mình có thể chọn chọn như vậy ạt cái hình vào được chưa đó thì đây là cái công cụ tô màu được chưa và nó ở đây tôi muốn nhấn mạnh một cái nữa là nó sẽ có là cái tô màu ở đây chẳng hạn như là tô màu ở đây ha các anh chị thấy ha nó sẽ có một cái tô màu khá là đặc biệt anh chị và các bạn lưu ý đây sẽ có một cái đặc biệt này ha các bạn xem đây là cái gì đây như là
À, ví dụ này, lấy ví dụ thôi để anh chị dễ hình dung ha. Cái trong đây nó sẽ có một cái rất là đặc biệt, hình như hồi nãy đây, giả sử cái anh chị xem đây là gì, giả sử đây tôi muốn vẽ ha, vẽ đây là một cái trái xoài ha, hoặc là trái đào. Các anh chị thấy rằng đây là trái đào này đúng không, trái đào này, trái đào mà bây giờ nếu mình tô hình map này nhìn thấy không, rất là xấu, nó không có thực tế tí nào cả, đúng chưa? Tuy nhiên ở đây trong đây nó sẽ có một cái công cụ tô màu là công cụ tô lưới ở đây này. Đó, mình có thể bằng cách thêm một cách này, à, thêm rất là nhiều những cái mà điểm khác nhau, tức là đây là mình tô màu theo điểm ha. Tô màu theo điểm. Đấy, tô màu theo điểm. Tô màu theo điểm thì ở đây mình ví dụ như mình sẽ chọn những cái điểm nào đó rồi mình sẽ tô màu khác nhau đây chẳng hạn. Cái này thì làm cái này nó khá là kỳ công đó. Đây, ví dụ như ở trên thì là ở phía trên thì nó sẽ là màu khác nhau, rồi dưới đây là thường là màu đậm hơn chẳng hạn đó, ví dụ ha. Đó. Thì ở đây tôi muốn nói đây đó chính là cái đó là gì, mình có thể là chọn như vậy tô những cái màu sắc ha. Đó. Mình có thể tô rất là nhiều những màu khác nhau, được chưa? Mình có thể thêm được rất là nhiều màu, thêm càng nhiều điểm tốt đó. Không, mình nhìn thì nó có vẻ là nó thực tế hơn đúng không? Tuy nhiên cái thằng này tôi muốn lấy ví dụ đây là gì? Mình sẽ tô màu theo cái điểm thì là để mình có thể là vẽ những cái hình mà sống động, những cái hình nghệ thuật. Mình có thể là dùng cái công cụ tô màu theo điểm này ha. Đó. Được chưa? Thì đây là cái toàn bộ cái công cụ tô màu. Rồi, cái tiếp theo nữa ở đây. Công cụ đổ bóng ở đây này, công cụ này đây tôi muốn giới thiệu thứ nhất là công cụ đổ bóng này. Công cụ đổ bóng ở đây là gì, ví dụ chẳng hạn như đây tôi sẽ đặt một cái ở đây á, là tôi sẽ ở đây tôi sẽ có này các anh chị, khi mà di chuyển bông hoa này, di chuyển thì khi mà mình chọn một cái đối tượng đúng không, chọn một cái đối tượng, chọn một cái đối tượng á, thì là nó sẽ chỉ có đối tượng đó thôi, còn nếu mình di chuyển đi á, đôi khi là nó sẽ bị tách ra đúng không, để khỏi bị tách á, mình sẽ làm theo cách sau, mình sẽ chọn hết tất cả các đối tượng đó, ví dụ như đây bông hoa đúng không, mình sẽ chọn trên đây này đơn vị là Ctrl+R, mình sẽ group lại, có nghĩa là nhóm nó lại, thì khi đó thấy không, mình di chuyển đi đâu cũng không có sợ đó, di chuyển đi đâu cũng không có sợ bị nó tách ra đó, được chưa? Đó thì đây là cái công cụ group ha. Còn cái công cụ thứ hai là cái công cụ mà mình chọn vào đối tượng, bây giờ mình muốn mở khóa nó ra đây, mình sẽ chọn này đây, thì đây nó chính là phân giã, đây là phân giã theo từng bậc và đây là phân giã hoàn toàn, thì mình phân giã ra, thấy chưa? Đó, phân giã ra đó ha, thì đây là cái công cụ nhóm và công cụ phân giã, được chưa? Rồi giả sử, rồi tiếp theo ở đây nữa tôi sẽ nói về cái công cụ là ở đây là gì, ở đây là tại vì khi mà Corel nó sẽ làm việc trên trang nhưng mà làm việc ở các lớp khác nhau, do đó ví dụ như cái những về nguyên tắc là gì, những cái gì mà đưa vào sau
hình ảnh đưa vào sau hoặc là cái hình vẽ mình vẽ sau thì là nó sẽ đè lên trên đầu tiên. Đó, ví dụ như đây, thấy không? Đây là cái vẽ sau cùng này. Đó, vẽ sau cùng này. Đó, vẽ sau cùng này. Được chưa? Vẽ sau cùng này. Được chưa? Rồi. Bây giờ nếu như bây giờ là tôi muốn đưa cái bông hoa này lên trên cái đối tượng này. Đó. Bây giờ thứ nhất này, muốn đưa lên đối tượng ha, tức là đưa một cái coi như vậy đối tượng lên trên một đối tượng này. Lưu ý nó sẽ có những cách sau. Một là mình đây, mình sẽ bấm bấm như vậy chọn đối tượng này. Đây. Sau đó mình chọn order ha. Order rồi sau đó là mình sẽ chọn coi như vậy ở đây in front of, có nghĩa là lên trên một đối tượng nào đó mình kích chuột vào chọn, được chưa? Đó, được chưa? Tương tự ha. Tương tự coi như vậy là ở đây. Tương tự ở đây ha. Tương tự ở đây đối với là mình đưa cái ví dụ như là cái cánh hoa này đi ha. Bây giờ ví dụ như cái này mình muốn đưa xuống dưới ha, đưa xuống dưới đây nó sẽ có những cái này in front of có nghĩa là lên trên, behind là xuống dưới một đối tượng chỉ định, được chưa? Đây, được chưa? Đó. Rồi. Ở đây nó sẽ có này. Back one có nghĩa là coi như vậy là lên trên một xuống dưới, back là xuống dưới. Đó, xuống dưới một đối tượng, xuống dưới một lớp. Ở đây mình sẽ thấy là có rất là nhiều những lớp ha, rất là nhiều những lớp lớp vẽ khác nhau, lớp những hình ảnh khác nhau. Rồi, ở đây coi như vậy là power one có nghĩa là coi như vậy lên trên ha, lên trên ở đây nó đều có phím tắt này, phím tắt này. Rồi, ở đây á mình muốn đưa lên trên cùng và đưa xuống dưới cùng ha. Đưa lên trên cùng thì mình sẽ có như vậy là mình chỉ việc là in front of layer có nghĩa là nó sẽ lên trên coi như vậy đầu tiên đối tượng này nó sẽ lên trên đầu tiên của layer ha. Hoặc là phím tắt mình sẽ giữ phím tắt là shift pay up trên bàn phím mình giữ phím shift này và phím pay up và mình muốn xuống dưới cùng thì mình chỉ việc là bấm shift pay out ha, được chưa? Đó thì đây là coi như vậy làm việc giữa các lớp ha. Rồi ở đây muốn đổ bóng chẳng hạn ha, mình muốn đổ bóng ở đây mình sẽ này nhìn thấy bông hoa, giả sử bông hoa đặt lên một cái nền ha, nó rất là khô khan, nó không có gọi là cảm xúc gì hết. Bây giờ mình muốn như vậy cho nó thực tế thì ở đây mình đổ bóng ha. Đó có nghĩa là anh chị thấy không, đây là nó sẽ có này đổ bóng này, thấy chưa? Đó đổ bóng dưới này, ở dưới bóng đây nó là đang màu đen, mình có thể chọn những màu khác nhau nhưng mà mình để cho thực tế thì mình sẽ chọn như vậy màu đen ha, màu đen thấy chưa. Và đây nó sẽ có này, lưu ý này, ở đây mình đổ bóng như vậy vào trong này, đổ bóng ra ngoài này, đó đổ bóng ra ngoài này, được chưa? Và đây nó sẽ có này các thông số này, mờ này, độ mờ này, và đây là độ to nhỏ khác nhau đó, được chưa? Nhìn thấy bông hoa nó sẽ có như vậy là sống động hơn, thực tế hơn, đúng chưa? Đó, đây là cái công cụ đổ bóng. Rồi ngoài ra tôi muốn chia sẻ đến các anh chị một chút xíu và một cái công cụ nâng cao ha. Rồi tôi sẽ lấy ví dụ như cái chữ ở đây tôi sẽ chưa hồi nãy tôi chưa có nói cái này là cũng thuộc sai sót của tôi khi mà mình chọn cái công cụ chữ đúng không? Test công cụ test đó. Thì ở đây nó sẽ có thứ nhất ở đây là phông chữ này, phông chữ mình có thể chọn những cái phông chữ khác nhau đó, phông chữ khác nhau. Chọn những cái phông chữ khác nhau, phông chữ khác nhau. Còn đây á, đây là cái size chữ ha, size chữ mình có thể điều chỉnh đây hoặc mình có thể điều chỉnh trực tiếp bằng cách là mình kéo to thu nhỏ ở tại đây đó. Rồi các anh chị xem đây ha.
Đó. Cái công cụ này là cái công cụ Blend thì tôi muốn hướng dẫn sơ thôi, tại vì cái này nó sẽ nằm trong cái phần chuyên sâu, những cái công cụ chuyên sâu nâng cao tôi sẽ hướng dẫn sau vào cái buổi sau. Đó. Chị thấy không? Nó sẽ là chữ giống như chữ 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 nổi để chỗ tự. Đó. Rồi, đây là cái công cụ Blend thì nó là một trong những công cụ nâng cao thì tôi sẽ chia sẻ vào cái buổi sau. Rồi tiếp theo tôi muốn chia sẻ ở đây một trong những cái công cụ khá là cơ bản nữa, đó là những cái công cụ. Thứ nhất ở đây công cụ như vậy là độ màu này. Mình ví dụ như độ màu mình có thể chọn như vậy là những cái màu. Mình bấm undo lại, mình chỉ việc là bấm Ctrl Z. Đó. Mình sẽ chọn cái đầu tiên mình sẽ chọn đối tượng này, được chưa? Chọn đối tượng. Rồi sau đó mình sẽ chọn chọn đối tượng mà mình muốn tô. Rồi sau đó mình sẽ chọn cái đối tượng, giả sử đây là đối tượng muốn tô màu, mình sẽ chọn đối tượng, rồi sau đó mình sẽ chọn cái màu mà mình muốn tô đó, màu của cái muốn tô, rồi sau đó mình sẽ kích vào đối tượng tô đó thì nó sẽ tô màu, được chưa? Rồi tiếp theo là một cái công cụ khá là cơ bản, hồi nãy tôi cũng có thao tác làm rồi đó, ví dụ các anh chị thấy này, bông hoa này, đúng chưa? Bông hoa. Rồi ở đây nó sẽ có các công cụ mà tôi muốn chia sẻ là gì. Ở đây khi mà mình chọn hai đối tượng, giả sử như đây là cái bông hoa đúng không? Đó. Đây bông hoa, tôi sẽ làm lại một chút xíu ha. Bông hoa giả sử đây mình sẽ nhân bản bằng cách thì đây Ctrl. Mình chọn hai đối tượng. Mình sẽ chọn đối tượng thứ nhất và đối tượng thứ hai thì nó sẽ lấy ở đây nó sẽ là cái nó sẽ lấy cái công cụ đầu tiên tôi muốn nói đến, đó là cái công cụ đây, cái công cụ đầu tiên tôi muốn nói đến là cái công cụ web. Đấy, cái công cụ quét ở đây nó chính là công cụ hàn, có nghĩa là hàn hai đối tượng với nhau. Hồi nãy tôi cũng có vẽ ở đây này, hàn nhìn cái cành cây đây, hồi nãy tôi có vẽ đó, vẽ rồi tôi hàn nó lại, có nghĩa là mình sẽ hàn hai đối tượng lại với nhau. Đây ví dụ này ha, đây. Mình sẽ chọn đối tượng thứ nhất, đối tượng thứ hai, rồi sau đó mình sẽ hàn lại với nhau đó, hàn lại với nhau thì nó sẽ lấy cái màu sắc của cái đối tượng thứ hai làm. Đây. Đó. Mình sẽ như vậy hàn lại, được chưa? Rồi, cái công cụ thứ hai là cái công cụ để tôi sẽ làm nhiều cái thu nhỏ lại để làm nhiều ví dụ khác nhau ha. Để làm ra đây để có những sự so sánh. Công cụ thứ nhất là công cụ hàn này. Chưa? Thì mình sẽ chọn đối tượng thứ nhất, đối tượng thứ hai mình hàn lại. Đấy, hàn lại thì cái thằng này nó sẽ không có mở ra được nữa. Đó, không có mở giống như kiểu là tách ra giống như group hai đối tượng. Rồi, cái công cụ tiếp theo là cái công cụ. Ở đây là cái công cụ trim. Công cụ chim ở đây á, là cái công cụ mà coi như vậy là giống như kiểu cái dập khuôn á, là mình sẽ lấy cái đơn vị thứ nhất làm cái coi như vậy dập, rồi đơn vị thứ hai đó mình nó sẽ coi như vậy là cắt đó, sẽ cắt đơn vị thứ hai đó, thấy chưa? Giống như bông hoa đây mình sẽ coi như vậy là chọn đối tượng thứ nhất để mình cắt cái đơn vị thứ hai đó, nó sẽ cắt cái phần dao lại đó. Dao của hai phần á, dao của hai phần đó. Được chưa? Rồi đây là cái công cụ chim.
Công cụ thứ ba là cái công cụ mà tôi muốn nói đến. Ở đây là cái công cụ mà công cụ này không quan trọng lắm. Cái công cụ ở đây là cái công cụ mà intersect, có nghĩa là coi như vậy, cái intersect là cái công cụ mà coi như vậy mình sẽ lấy coi như vậy khoảng giữa, tức là giao của hai đối tượng. Đây, kích vào. Đó. Mình nó sẽ có coi như vậy ở đây, tôi để cho rõ hơn ha, tôi sẽ coi như vậy đưa cái đối tượng này lên trên. Đó, đây này. Đó. Là cái mình sẽ lấy coi như vậy là chọn hai đối tượng và mình sẽ chọn cái công cụ intersect thì nó sẽ ra là giao của hai đối tượng với nhau. Đó, giao giao điểm của hai đối tượng với nhau. Đó. Thì đây là cái công cụ mà tôi muốn chia sẻ. Được chưa? Còn những cái công cụ này thì là nó không có quan trọng lắm, nó rất là ít xài nên là tôi sẽ không có giới thiệu. Đây ví dụ như là chẳng hạn như ở cái để mà chin rồi cũng như vậy nó sẽ mất luôn cái đối tượng cũ, thì là nó sẽ những cái đối những cái công cụ tiếp theo thì là nó giống như là gần gần giống như những cái ba công cụ mà tôi vừa rồi tôi chia sẻ đó. Rồi, bây giờ chẳng hạn như mình muốn sell sell file thì sao? Đó. Sau khi giả sử khi mà mình muốn mình đã làm xong hoặc là mình đang làm dở ha, mình đang làm dở mà bây giờ mình muốn sell cái file. Chẳng hạn như là tôi muốn sell cái file, bây giờ sell thì mình sẽ vào file này đó, vào file rồi sau đó mình sẽ chọn như vậy là sell. Đây cần chuẩn S, chúng cần chuẩn S sell đó, sell sell rồi sau đó là chọn đường dẫn. Cái này hồi nãy tôi có sell rồi ha, nếu nếu như mà mình sell rồi nó sẽ đây, tôi sẽ chọn này tại vì hồi nãy tôi sale rồi. Đây sale, đây giả sử hồi nãy tôi sale là demo quen tay demo Corel. Đây ví dụ như đây tôi sale, ở đây là đường dẫn ha, tên và đây là đuôi. Ở đây nó có các đuôi này, đuôi Corel rồi thậm chí mình có thể lưu sang đuôi coi như vậy là AI ha, Illustrator, và coi như vậy lưu sang coi như vậy PDF, rất là nhiều những cái đuôi khác nhau. Rồi sau đó mình sẽ chọn. Ở đây lưu ý sẽ có một cái này. Ở đây giả sử đây là mình sẽ chọn này. Những cái ở đây á, Corel đây là đang là version đây là 17 thì là Corel 7, mình có thể lưu sang Corel 6, Corel 5. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ cái file này là file đang file thiết kế Corel 7 mà coi như vậy là mình mở qua một máy khác là Corel 6 thì coi như vậy chắc chắn phiên bản cũ mình không, người ta không thể nào mở được cái file phiên bản mới, do đó mình sẽ coi như vậy là lưu sang cái version coi như vậy là 16, thì khi đó cái mình mở được coi như vậy là cái Corel 6 mình mở mở được ha. Còn nếu như mình không có bấm chọn cái version ở đây thì chắc chắn là cái Corel 6 mình sẽ không mở được cái file này, lưu ý ha. Còn tất nhiên là cái phiên bản mà cao hơn thì nó sẽ mở được cái phiên bản thấp hơn. Đây. Sale, được chưa? Rồi, cái nữa ở đây là cái import, cũng như là giả sử ở đây sau khi mà tôi làm xong, mình làm xong một cái hình ảnh mà mình muốn xuất ra một cái hình ảnh để gửi cho khách hàng hoặc là làm báo cáo thì khi đó mình sẽ làm sao đây? Mình sẽ coi như vậy chọn đối tượng. À. Chọn đối tượng. Rồi sau đó là mình đây mình sẽ chọn file, rồi sau đó mình chọn đây viết tắt là cần chuẩn E đó, inbox đó, mình chọn inbox. Ở đây nó sẽ có đó, ở đây nó sẽ có coi như vậy là thứ nhất là tên, và tương tự ở đây nó sẽ có những cái đường dẫn, à xin lỗi,
ở đây là những cái đuôi đuôi ví dụ như là PNG, rồi coi như vậy là coi như vậy JPG, rồi coi như vậy PDF, rồi coi như vậy AI đó. Tùy ha, mình sẽ chọn, để giả sử tôi sẽ chọn coi như vậy là JPEG. Rồi khi mà inbox ở đây á, nó sẽ có lưu ý là gì? Ở đây á, nếu như mà mình sợ mà khách hàng người ta lấy các những cái ý tưởng, những cái hình ảnh của mình có thể là cho cái hai này á nó thấp xuống, thì độ phân giải á, nó sẽ mờ đi, nó sẽ thấp đi, thì khi đó là mở chỉ mở được trên cái khung hình nhỏ thôi. Nếu như mà phóng lớn nó sẽ bị bẻ ra đó. Ở đây bình thường mình để 80 là cũng được rồi, còn nếu không mình muốn nét thì mình sẽ cho lên 100%. Đó. Rồi, mình mở ra coi cái sản phẩm của mình ha. Đây, đây là file. Cái này hình như hồi nãy đây, tôi chọn hướng dẫn. Đây, mình mở ra file mình xem thử ha. Đây. Đó. Đây là file mình coi như vậy là inbox ra ha. Rồi, ok. Thì cái bài chia sẻ về cái cách sử dụng Corel 7 cơ bản thì tôi sẽ chia sẻ đến đây thôi. Tôi sẽ có những cái buổi chia sẻ về nâng cao chuyên sâu hơn, ứng dụng vào những cái công việc thực tế. Thì tôi rất là cảm ơn tất cả các quý vị, các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các anh chị hãy bấm như vậy là subscribe, đăng ký kênh bằng cái nút đăng ký ở bên dưới để theo dõi những cái video tiếp theo. Nếu như mà anh chị có bất kỳ những cái câu hỏi thắc mắc nào hoặc là có cần thông tin hỗ trợ, anh chị có thể comment bên dưới hoặc là gửi tin nhắn trực tiếp cho tôi sẽ coi như vậy là tổng hợp lại, tôi sẽ trả lời ha. Sau cùng rất là cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Nhớ là coi như vậy đăng ký nút kênh bên dưới để coi như vậy theo dõi những cái video tiếp theo nhé.